Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series One Piece Lưu Ký của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái trận rất là cũng khá là ok. Đó là những người kết hợp Haki với trái ác quỷ đánh với những người không ăn trái ác quỷ của bạn IMS VNS. Được, bạn ấy nhiều like nhất thế nên là mình sẽ làm nhá. Ruffy sau 2 năm là người kết hợp Haki với trái ác quỷ. Doflamingo cũng là người kết hợp với trái ác quỷ. Lolo dâu trắng Akainu Kizaru và cứ gian nhá anh em nhá. Đó, đánh với những người không có trái quỷ đó là mắt hầu diêu xạ rổ gáp sabo Jinbe vãi đồi làm vậy Kuala Nami Frankie vãi. 6 đánh 9 à? Ôi chết rồi, 6 đánh 9 rồi anh em ơi. Toang rồi bu em ạ. Toang rồi ông giáo ạ. 6 đánh 9 hơi toang nhá. Hơi toang đấy. Toang rồi bu em nó ạ. Trời ơi. Ok, let's go. Rồi, let's go man. Rồi, ăn phát đầu tiên combo là ngon rồi. Cảm thấy đầy hy vọng và phấn khởi. Ủa cà đan lắm này ông nội. Cách nào để cho Doflamingo tóm được rồi vậy? Tóm được đồng đội ra để đánh sao gì vậy? Chỉ bắn được như này thôi. Anh đúng muốn thế à? Tôi muốn đi đầu bếp. いつもの余裕はどうした?シャンブル。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 
Năng ấy đau thế. Thôi nào. Tiêu cực thế. Tiêu cực thế. Tiêu cực thế. Rồi. Mẹ đánh này sao chơi. Thằng chó Zoro. Lúc mà Ruby, lúc mà ông Sanji, ông ý thất bại ấy. Thằng Zoro nó bảo là thằng này chết sớm quá. Anh ấy chết quá trẻ. Ồ mẹ, buồn cười. Mẹ chúng mày. Tao không đánh mà chúng mày tưởng tao hiền à? Ok không? Gì đây? Phản loạn à hay gì? Phản loạn hay gì? Tao làm main chính và tao có haki main chính. Hồi sáng đi rồi. Tuyệt chiêu, quả bóng tròn.
Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Một thằng. Thôi Zoro xuống ăn quả này là chết này. Nếu mà dính là chết. Không là sống. Ờ thôi chết rồi nhá. Tạm biệt. Mình ngồi mình nghỉ điện thoại. Ăn đấm này. Ôi, ông nội chí chàn. Đấm một phát vào người ông nội đã thì sao. Thôi toang. Toang rồi bu em ạ. Toang nữa rồi bu em ạ. 6-9 thì đánh kiểu gì bu em ơi. À 7-8 7-9 chứ. Đâu trắng kìa. Gì mà tự nhiên vừa ấy sao đã đến rồi. Toàn nhá, nhóc. Dậy đi Sabo ơi. Đầu dấu chẳng này không phải mình chưa bẩn đấy anh em nhá, mà là ông gáp, ông gáp đứng úp ném bác thế lần à đây rồi. Sarehada, bố mày. Sarehada, chúng tôi. Điều vậy đi, Jin B đứng lại đi con. Ăn phát này của bố đã. Chết cụ đi. Ok không? Mày ném nước vào mặt tao á? Ném nước vào mặt bố ra. Lợn này. Ném nước vào. Hai cái báo vương bị đậu đấm kìa. Điều ai? Game phải lỗi rồi. Bố mày. Game mình lỗi bạn. Haki bóng vương gầm mẹ lên rồi mà vẫn toạch. Điều thế. Ờ, khắc phục đi. Ê, khó đánh thế. Lão già này. Nếu hiểu sao bắt ra thế. Có cái tầm đấy. Con mày à mày. Bắt xa vãi đái ở nó. Một cái tầm rất là xa đấy mà bắt được đấy. Chịu đấy. Kiểu gì đây. Alo. Má. Trời đụ. Ăn chém. Ăn chém. Ăn chém. Ăn chém. Đủ máu mày. Hey! Đỡ tao của ta. Nó đánh bố già rồi. Ghê ghê
kìa. Ê bạn ơi. Ê bạn ơi, ăn vả bạn ơi. Ghê bạn ơi, ghê bạn ơi, ghê bạn ơi. Thế thì tình thế thì sao chơi, ai chơi đây? Ủa Salino. Tình thế ai chơi? Cô hả? Konami. Đây nào, Busalino. Qua là ờ, Frankie đây cô. Đầu Nami à. Chói mắt chưa? Hay yo! Ồ thế mình thế ăn rồi. Cư gian khỏe lắm. Cư gian sẽ không thua bọn này đâu. Kể cả mình thất bại. Ui, mất con tí máu điếu thế. Ôi cháu ơi. Nào. Cháu ơi, đúng rồi đấy. Hay da. Ôi. Cô em nhá. Cô em nhá. Cô em nhá. Ăn đấm này full vung nhau. Ok. Để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt nhá.